Đang phát sinh chào bạn. Sau đây là đang phát sinh giới thiệu các bạn cần trên lên cơ chiều dài 4m50 cần hàng bãi vết xước xước quen bát Fuji các bạn. Hãng Rodgit sản xuất, hãng quả Hàn Quốc. Chuôi cần đây các bạn, xước này, đây là cái xước này, xước thân cần đây. Đốt thứ hai từ dưới lên, đốt thứ ba, độ cứng của cần này sẽ ít các bạn, cần có lục các bạn. Cơ bản nó không xước lắm, xước mới bên ngoài và đốt to nhất, đốt bọc cơ, đốt bắt bát nhà mày đấy, bên trong này thì cơ bản không xước, bên ngoài thì không thể tránh khỏi, các bạn câu kiểu 1-2 lần thì vẫn xước bình thường. Cần bãi thì bên trong như này còn đẹp 80-90%. Khuyên Fuji các bạn nhé, Fuji đấy, Fuji đây, đốt ngọn các bạn. Đốt ngọn 3 ly các bạn. Ba ly. Đây, xước chất liệu carbon đấy các bạn. Xước này không đáng kể. Đấy, vừa rồi Hải đang vệ sinh cho giới thiệu các bạn cần chain gun chiều dài 4m50, độ cứng CX, phù hợp các bạn câu lục vùng bềnh, lục bềnh và câu xa bờ tầm khoảng 20m đổ lại. Hải Đăng Fishing chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.